Chào mọi người, nay mình mới về thêm một lô hàng nữa. Ở đây thì mình sẽ có là một cái thẻ bảo hành. Anh em nào mua hàng bên mình thì luôn luôn có một cái thẻ trong hộp hàng như này nha. Ở đây biết địa chỉ để mình còn bảo hành ấy. Đây địa chỉ bên mình đây. Địa chỉ bên mình là 304/4A đường Trường Chinh. Thì hôm nay hàng nó sẽ về đa phần là sẽ về được nhiều cảm ứng và bàn phím. Bàn phím thì hôm nay sẽ về được con Nokia E5. Nokia E5 này thì mình sẽ quay gần cho mọi người xem hơn. Nokia E5 thì hôm đợt này nó sẽ về là màu trắng mà cái bàn phím zin sơn lại rồi nha. Bên sau của nó vẫn là một miếng thép. Ở đây thì mình có một con màu đen. Cái này thì máy nó sử dụng cả tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Trung. Nó sẽ cài 3 ngôn ngữ cho mình. Máy này đa phần mọi người mua về để chơi game Java các thứ á. Mọi người có thể mua về tham khảo. Chơi game cái này nó ngang với E72 nha mọi người nha. Mình cùng thử cái âm thanh khi nghe gọi nha. Đây là âm thanh khi nghe gọi của nó. Rồi đó, đây là một chiếc E5 nha. Hôm nay nó về có 6 cây 5310 thôi nên là mình không quay. Hôm nay nó về khoảng tầm 30 cây con Nokia 2 SIM. Nokia 2 SIM này là loại mà đáng tiền, đáng mua nhất, đó là X202. 2 SIM ngày xưa nha mọi người nha. Cái vỏ nó là vỏ đắt tiền, các bạn nhìn thấy chữ Nokia in chìm bên trong. Nokia in chìm bên trong này thì nó bóng ấy, nó không bị mất chữ. Còn anh em mua trên mạng thì nó là cái bàn, nó là cái in lên chữ lên thôi. Còn không được cái đó nha mọi người nha, không được cái bằng thép ấy đâu. Ở đây mình cái âm thanh của nó thì nghe cực kỳ hay, ấm. 100% này là hay nhất cái dòng 2 SIM. Đó, con này là con hay nhất trong dòng 2 SIM, nó có màu đen đó mọi người. Ở đây mình có được về được khoảng tầm mấy chục cây đây. Tiếp theo đó là phải nói, hôm nay là phải nói đến cái con này là con hiếm nhất. Ở đây mình còn bọc keo nha. Đó là con Nokia E66. E66 bảo sao mà nó hiếm, ở trên thị trường đầy người bán. Mình nói nó hiếm ở đây là cái loại bên mình là sẽ có wifi. Sẽ có wifi. Mặc dù bây giờ 2020 thì nó wifi nó chả là cái gì cả, nhưng mà cái phông chữ của nó hay hơn, phông chữ của nó khôn hơn đấy. Nó giống như hàng chính hãng, mình thấy mấy cái người ta bán là hàng là không có wifi nha mọi người nha. Không có wifi thì cái chữ của nó trông nó dại dại á. Chữ của nó là nó to bản hơn và trông nó dại hơn. Đó. Còn bên mình là bán hàng là kể cả wifi nó không xem bằng YouTube hay là cái gì đó kệ nó. Cái này nó vẫn phải có cái tính năng đó nha. Đó, vẫn phải xem bình thường. Mình sẽ vào thử cho mọi người. Cái này thì đa phần là phải kết nối wifi. Cái này cũng chơi game 2G thứ được mọi người nha. Đó mọi người thấy không? Vẫn vào YouTube, vẫn vào Google đọc báo thứ được. Ở đây thì con này là nắp trượt, con này trượt là nó là loại cũng gần như là nhẹ nhất rồi mọi người. Nokia E66, con này là nó có cảm biến này, cảm biến khi chúng ta nghe gọi chúng ta úp vào đây thì nó sẽ mất cái đèn bàn phím, đỡ tốn pin. Đó. Chức năng đầy đủ. Ở đây thì hôm nay mình sẽ về ba màu, đó là màu trắng, màu đen. Đó, mọi người thấy ba màu nha. Còn miếng dán hết á. Rồi, con này là con Nokia con Motorola VVI. Motorola VVI hôm nay cũng về khá rất là vui mọi người, thì hàng này thì nó không có số lượng nhiều á. Lâu lâu nó về được hàng mừng lắm mọi người. Ở đây thì nó là phiên bản màu đen này. Phiên bản màu đen thì mọi người nhìn thấy trên thị trường là bàn phím màu đen, nhưng không phải nha. Gốc của nó là bàn phím phải là màu trắng thép, bóc ra nó phải là sáng loáng. Đây mình còn bóc bằng một tay nên nó hơi khó, mình sẽ bóc cho mọi người xem. Đây mọi người xem này, bóc ra bàn phím nó phải như thế này. Đó, nhớ. Đó, bàn phím nó phải 7 màu. Đó mới là bàn phím loại tốt, loại thép chứ. Còn bàn phím bây giờ là bàn phím màu đen xì xì, nó không phải. Không phải bàn phím của nó. À đằng sau người ta hay dập cái logo, nhưng mà cái vỏ bên mình nhập thì nó không có dập cái logo. Đó.
Màu vàng dễ rồi, màu vàng thì ở đâu bàn phím cũng là màu vàng đó, cũng xoay cũng phản quang đó. Có màu đen màu trắng là nó khó rồi nha. Hôm nay nó về được khoảng 77 cây, 77 cây chính xác là 77 cây e VVI, rất là mừng. Ở đây thì nó có Redmi Note 2, Redmi Note 4 và Redmi 3. Redmi 3 thì cái đằng sau của nó là bằng kim loại caro, giả vân caro, rất là đẹp, bảo hành cho mọi người thời gian cảm ứng là bảo hành 6 tháng nhé. Con này thì RAM của nó 2GB bên trong và nó 16GB, máy cũng chạy nhanh nha mọi người. Máy nó chạy cũng rất là nhanh, màn hình thì các bạn nhìn thấy rồi. Con thì quá tuyệt vời. Redmi Note 4 con này nó ăn pin kinh khủng. Nó máy nó mạnh nhé, con chip Helio X10. Nhưng mà màn hình to. Con này thì pin pin xài khoảng 1 ngày thôi. Đó. Nhưng mà cái RAM của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong của nó là 32GB. Để mình xem lại nha, mọi người hãy xem ở đây. Giới thiệu về điện thoại này. Phiên bản Android 6 chấm. Đó, RAM 3GB, bộ nhớ trong của nó là 64GB. Con này là màu đen thôi, còn cái màu trắng như là có 32GB thôi. Giá của nó là 1,3 triệu mọi người nha, 32GB nha mọi người. Đó, có phải bản màu đen và phiên bản màu trắng. Đó là con Note 4. Còn con Redmi 3 này thì nó chỉ có 2GB, 416GB. Rồi, hôm nay nó hàng thì về thôi mọi người. Mọi người tranh thủ mua E66 nhé. E66 ở trên thị trường là 100% là không có wifi. Rồi, xin chào mọi người.